muốn chuyển chế độ từ máy từ remote sang loca hoặc từ loca sang remote, mình phải chuyển vào, mình bấm vào nút SVG step, xong đó mình nét sang mục 4, bước sang mục 4 trên 6, mình ấn vào switching control, rồi sau đó mình continue, mình sẽ chuyển từ remote sang local và local sang remote, tương tự như vậy. Khi nào nó hiện sang cái khu vực này là remote thì nó sẽ hiện ở vị trí remote, nó hiện ở local là đang vị trí local. Nhắc lại, nếu muốn mình muốn chuyển đổi từ remote sang local thì chỉ ấn vào switching control, sau đó continue, nó sẽ tự chuyển từ local sang remote. Hiện tại là đang ở local, nên mình sẽ set bằng tay tại tủ. Mình sẽ bấm vào parameter set, ấn net vào mục thứ hai. Đó, mình muốn set bao nhiêu, mình sẽ ấn vào cái này, ấn vào nút set đây. Đó, và mình muốn set bao nhiêu thì mình set, xong là end một cái. Xong bắt đầu mình mới lưu save vào thì khi nào có mặt cười thì mình sẽ bấm ấn OK là xong. Đó là mình set ở mình hiện tại mình đang set phát 3 meg.